Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia mới nổi có thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất trên thế giới. Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhiều chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Thị trường bán lẻ Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, tuy nhiên cũng phải đối mặt với nhiều thách thức khi doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh rất gay gắt với hàng loạt các nhà bán lẻ nước ngoài. Bắt đầu từ năm 2015, đã có hàng loạt thương vụ mua bán sáp nhập lớn trong lĩnh vực bán lẻ đã thành công tại Việt Nam. Với sự đổ bộ của nhiều tập đoàn lớn, ngành bán lẻ nước ngoài đến từ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, gần đây nhất là tập đoàn Central Group của Thái Lan cũng đã vượt qua một loạt các đối thủ lớn để sở hữu Bixi Việt Nam. Trước sự choán ngôi của các đại gia bán lẻ nước ngoài ngay trên sân nhà, thị trường ngày càng bị thu hẹp khiến nhiều doanh nghiệp bán lẻ trong nước lo lắng. Trong cái thời gian gần đây thì rất là nhiều cái tập đoàn bán lẻ nước ngoài đang dòm ngó cái mảnh đất màu mỡ là cái thị trường bán lẻ Việt Nam chúng ta. Thế thì làm sao mà để Việt Nam chúng ta tận dụng được cái làn sóng đáy, để làm thế nào để đẩy mạnh cái thị trường bán lẻ trong nước? Thì cái việc cần làm đầu tiên là các doanh nghiệp bán lẻ trong nước cần phải nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình. Một cái doanh nghiệp nếu mà muốn tồn tại được ấy, thì theo tôi là cần phải đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, chứ không thể chỉ dựa vào một vài sản phẩm chủ lực chính mà đủ. Một trong những lý do khiến siêu thị nội khó cạnh tranh với siêu thị ngoại là giá cả, hệ thống phân phối và quy hoạch ngành còn nhiều bất cập. Trong đó, khâu phân phối rất yếu dẫn tới hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất ra không bán được. Trong khi đó, do cam kết hội nhập không thể tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nội nâng sức cạnh tranh nên khả năng thua trên sân nhà là khá rõ. Phân phối chúng ta yếu thì sản xuất cũng chết. Dư địa hỗ trợ bây giờ không còn nữa rồi. Bây giờ phải cạnh tranh. Còn nếu anh không cạnh tranh anh sẽ bị phá sản. Nếu không nước coi như đến lưng rồi mà chúng ta vẫn cứ đi bộ, chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà. Việt Nam đã từng được đánh giá là một trong những quốc gia mới nổi có thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới. Song sau một vài năm tụt hạng thì hiện nay đã bị loại khỏi top 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất toàn cầu. Tuy nhiên, với những lợi thế về quy mô dân số, tốc độ tăng trưởng mạnh, Việt Nam hoàn toàn có thể lấy lại được vị thế này nếu có chiến lược mạnh mẽ và phù hợp tận dụng với các cơ hội tiềm năng từ hội nhập. Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Thương mại Bộ Công Thương, đến năm 2020, theo quy hoạch cả nước sẽ có khoảng 1.200 đến 1.500 siêu thị, 180 trung tâm thương mại, 157 trung tâm mua sắm. Đây là những con số hết sức tiềm năng, thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của thị trường bán lẻ Việt Nam giai đoạn tới. Với thị trường bán lẻ, nếu hội nhập chắc chắn người tiêu dùng được là doanh nghiệp, còn có rất nhiều việc khác đang tiếp tục cùng đồng hành cùng với chúng tôi về cái việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, rồi là cái việc chúng ta phải phát triển thương hiệu, củng cố về chất lượng hàng hóa của mình, giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và có chỗ đứng ngay tại trường tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế, đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế. Việc ký kết hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP là cơ hội để Việt Nam gia nhập vào các chuỗi cung ứng của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, nhất là chuỗi cung ứng hàng điện tử công nghệ cao. Với trên 90 triệu dân, Việt Nam được xếp thứ hạng cao trong tăng trưởng thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, so với tình hình thực tế phân bố dân cư hiện nay thì mạng lưới bán lẻ còn khá thưa thớt. Theo tính toán của các chuyên gia, trung bình cứ 100.000 dân thì cần có một đại siêu thị, một trung tâm thương mại, 10.000 dân thì cần một siêu thị cỡ trung bình, còn 1.000 dân thì cần 1 đến 3 cửa hàng tiện lợi. Đây chính là khoảng trống để các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam mở rộng thị phần. Để cải thiện tình hình này thì các doanh nghiệp bán lẻ cần tận dụng, khai thác có hiệu quả những phân khúc thị trường có lợi thế. Bên cạnh đó, cần liên kết chuỗi sản xuất cung ứng thật chắc chắn để có cơ hội phát triển trên thị trường bán lẻ và cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài.